Chào các bạn, hôm nay mình cũng có một cái tin không được vui cho lắm. Đó là đi làm bị rớt cái điện thoại xuống cái chân máy á, bể màn hình, nó chảy mực màn hình ra luôn. Đây mình cho các bạn coi, nó chảy mực ra đen thui luôn. Hồi đầu có chút xíu chấm chút xíu mà nó ăn ra tới hết cái màn hình điện thoại luôn. Thì hồi đầu mình cũng tính ra tiệm sửa, nhưng mà hôm nay thôi mình để mình thử đặt mua một cái màn hình để coi mình về mình bắt chước người ta, mình thay thử cái màn hình coi thử sao. Tức là mình là chưa bao giờ mình đụng tới cái điện thoại nha, tức là dân không chiên á, thì mình sẽ thay màn hình điện thoại coi sao. Nếu được thì mình xài luôn, mà không được thì coi như mình bỏ. Thì đây mình vừa nhận được một cái hộp hàng gửi về từ Shopee ha. Cái này mình đặt mua Shopee có giá là 850.000 ha. Đó là một màn hình điện thoại với lại một cái hũ keo dán màn hình ha. Rồi mình bỏ cái này qua một bên, đây hũ keo để mình dán màn hình nè để cho nó dính lại. Rồi giờ mình sẽ khui cho các bạn coi cái màn hình ha. Bọc kỹ quá các bạn ơi, màn hình mà cái này mỏng dánh là dễ bể lắm, cho nên phải bọc thật kỹ, chứ không kỹ là quá trình vận chuyển là nó bể rồi. Ok, đây là cái màn hình của mình ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đi thử thay màn hình trên chiếc điện thoại Galaxy Samsung Galaxy G7 Pro của mình ha, để xem thử kết quả ra sao. Mời các bạn chúng ta cùng đi theo mình ha. Ok, việc đầu tiên của chúng ta là mình phải tắt nguồn ha. Rồi ok, sau đó dùng một cái máy sấy tóc nè. Mình sẽ hơ nóng cái màn hình điện thoại này để cho keo nó nhả ra các bạn. Sau khi hơi nóng thì mình sẽ dùng dao mình lật cái màn hình của mình, tìm cách mình chẻ cái màn hình của mình nha. Từ từ nha các bạn, thật là nhẹ nhàng nha. Đó, vậy là mình đã gỡ được cái màn hình ra rồi. Giờ có một cái khúc kết nối giữa cái màn hình này, lấy dao đầu dao lại ra. Wow, đây là cái màn hình cũ của mình ha. Ok, đây là cái lớp siêu nha. Nếu các bạn nào có thai thì phải nhớ tháo lớp siêu nha, không nó đội kinh màn hình lên là nó không được hết màn hình. Nhưng mà tránh tuyệt đối không được để bụi rồi bám vô đây ha, luôn giữ cho nó luôn sạch sẽ. Ok, sau khi mình đã xử lý xong thì bây giờ bắt đầu mình tiến hành mình bôi keo để bắt đầu là dán màn hình. Đây là cái hũ keo của mình ha. Các bạn bôi keo càng kỹ thì cái màn hình của các bạn nó càng chắc chắn. Lưu ý là tránh các cái loa rồi cái camera ra ha, không được bôi keo vào những vị trí đó hoặc là những vị trí có ốc rồi nè. Các bạn bôi keo càng cẩn thận thì cái máy của mình nó càng được chắc chắn, cái màn hình máy mình sau này nó được chắc chắn hơn, không bị bong màn hình. Máy này mình từng đưa đi sửa bên ngoài một lần rồi, cũng từng thay màn hình rồi, nhưng mà bên ngoài họ dán keo không kỹ cho nên là cái màn hình của mình chỉ cần hơ nhiệt cái xong là lấy cái là nó chóc ra hết trơn luôn, rất là dễ. Còn bây giờ nếu mình tự làm ở nhà thì mình phải cẩn thận hơn, không có làm ẩu. Nói thiệt ra là mình là dân không chuyên nghiệp nha mình, nhưng mà hôm nay mình thử. Nói chung là tới đây là coi như mình đã thành công được một phần rồi đó, nhưng mà chặng đường phía trước còn dài. Cho nên chưa tới 4 giờ rưỡi thì chưa biết ai giàu ai nghèo, đúng không các bạn? Chưa làm xong thì chưa biết được là mình có thành công hay không. Thì mình cũng phải thử cho mới biết, cái gì cũng phải bước qua thử mới biết. Có thất bại là mẹ của thành công mà. Thì cũng giống như mình làm YouTube vậy đó. Mình làm nay là cũng gần 2 tháng rồi các bạn, làm YouTube á, nhưng mà chưa thấy thành công gì hết, là toàn thấy thất bại không à. Nhưng mà mình vẫn kiên trì làm, coi như làm cho nó vui giải trí sau những giờ làm thôi, chứ mình cũng đi làm ở công ty mà, chứ không có thời gian nhiều ở nhà. Nhưng mà mình làm coi như nếu mà không được gì thì mình coi như nó là một cái trò vui giải trí, đúng không các bạn? Ok, thì bây giờ mình sẽ gắn màn hình vô. Thì đầu tiên là để gắn màn hình vô thì phải gắn cái cáp kết nối vô trước đó, định nhẹ cái là nó xuống rồi.
giờ mình sẽ đưa màn hình vô. Ok, bây giờ sau khi xử lý xong ha, thì mình sẽ cố định nó lại bằng các cái dây thun để cho nó không bị hở màn hình. Mình cột càng nhiều dây thun thì càng chắc chắn thôi chứ không có gì hết. Tại vì của nhà xài mình làm càng kỹ càng tốt ha. Dùng nước nguồn nó tự mở màn hình lên luôn các bạn. Các bạn kiểm tra xem ở đâu nó hở ha, ở đâu nó hở nhiều thì các bạn phải làm kỹ hơn. Như chỗ này nó hơi hở các bạn, mình phải tiếp tục cố định cho nó một cái dây ở đây nè. Rồi ok, bây giờ vậy là mình coi như là xong ha. Chỉ việc chờ kết quả thôi. Bây giờ mình đã mở lên lại lần nữa cho các bạn coi ha. Rồi ok. Ok, vậy là mình đã thay xong cái màn hình điện thoại của mình. Mặc dù mình không phải là dân chuyên nghiệp ha, mình chỉ tìm hiểu và mình thay cái màn hình điện thoại của mình thôi. Với tư tưởng trong đầu của mình lúc nào cũng vậy, là nếu mà nó hư thì coi như mình bỏ luôn. Tại cái gì mình cũng phải có thử sức, thì để mình biết, mình trải nghiệm được những cái công việc hay một cái kinh nghiệm gì đó. Thì qua đây thì mình cũng thấy là cái việc thay thế màn hình nó tương đối là dễ các bạn ơi. Tất nhiên là những cái việc mà khó quá như là liên quan tới sâu bên trong một cái máy điện thoại thì rất hay là một cái gì đó thì các bạn phải là tất nhiên là nhờ vả tới những chuyên gia rồi, nhưng mà mình thấy là đơn giản cái việc thay điện thoại rất là dễ. Cho nên theo mình nghĩ, nếu các bạn mà bị hư màn hình hay vấn đề gì đó, nếu trường hợp á, nếu các bạn có điều kiện thì các bạn cứ nên tự thay đi cho nó rẻ ha, chứ đừng để bị ra tiệm thì các bạn sẽ phải mất thêm khoảng tầm 500 tới 1 triệu nữa. Thường thường cái màn hình này lần trước mình thay là phải 1.9 triệu nha, còn bây giờ mình thay chỉ có 850 ngàn thôi, là các bạn tự hiểu rồi. Thì thôi, clip của mình cũng tới đây là hết rồi. Điện thoại của mình cũng đã sửa xong rồi và mọi việc cũng hoàn thành rồi ha. Nếu các bạn thấy hay á thì hãy like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của mình. Bye bye.